Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại rất nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng sẽ gây ra rất nhiều thách thức cho các ngành nghề và lĩnh vực, đặc biệt là các làng nghề truyền thống tại Việt Nam. Đây là nhận định của các chuyên gia trong nước quốc tế và cả những người dân của làng nghề. Tính đến cuối năm 2017, cả nước hiện có trên 5.400 làng nghề, thu hút khoảng 11 triệu lao động và mang lại giá trị xuất khẩu khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, để tồn tại, các làng nghề cũng đang gặp phải không ít khó khăn. Thứ nhất là vốn và cái quảng bá ra thị trường là nhiều nơi chưa biết đến. Đấy. Nhiều người có khi mặc lụa của Nha Xé nhưng chưa biết đấy là lụa của Nha Xé. Với điểm xuất phát thấp, phần lớn các làng nghề vẫn chỉ sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu. Các chuyên gia nhận định họ sẽ là những đối tượng phải hứng chịu rất nhiều thách thức, đặc biệt trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công nghệ của ta 90% là lạc hậu, còn chỉ có 2% là đạt mức độ cao trên thế giới, 8% là trung bình. Đối với làng nghề, tôi e rằng tỷ lệ này còn lớn hơn. 2.3 đã là đúng chúng. Bây giờ đến 4.0 thì yếu tố nó rất cay gắt. Nếu anh không ấy, tức là bỏ anh lại sau. Và nó sẽ tiết kiệm không được nghề nguyên liệu. Bản thân con người là đúng đúng. Cho nên theo cái cuộc này là rất hệ trọng. Nhưng mặt khác ta phải từng bước. Các chuyên gia cho rằng, để các làng nghề truyền thống không bị bỏ rơi trong cuộc cách mạng 4.0, chính phủ cần phải quan tâm và quyết tâm hơn nữa trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến nguồn lao động làng nghề. Thêm vào đó, các làng nghề cũng phải tự tìm cách thay đổi để nâng cao giá trị sản phẩm. Tôi nghĩ đầu tiên là làng nghề Việt Nam cần phải thay đổi thiết kế. Chừng nào mà các làng nghề Việt Nam vẫn còn giữ cái lối cũ trong thiết kế như to, nặng và đơn điệu thì các bạn sẽ không thể bán được sản phẩm. Các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm từ các nước có trình độ phát triển cao hơn như Nhật Bản, Thái Lan. Các làng nghề của họ luôn chủ động tạo ra sản phẩm, đáp ứng trúng nhu cầu của thị trường và sản xuất theo chuỗi liên kết.